Sao anh về muộn thế? Em cứ tưởng anh về nhà rồi cơ. Anh cũng bận tối mắt tối mũi đây. Thế đã cơm nước gì chưa? Hôm nay em về muộn. Em mua gà với phở cuốn anh thích về ăn đấy. Tần suất cơm hàng cháo chợ dạo này dày đặc quá nhỉ? Thôi mà, hôm nay có chuyện vui. Đố em biết là chuyện gì? Có chuyện gì thì nói luôn đi. Có phải trẻ con đâu mà đố. Em làm trưởng nhóm. Tháng này nhóm em vượt chỉ tiêu, được thưởng nhóm em mua đồ với đã anh đấy. Về đến nhà thì gác chuyện công việc lại một bên đi. Có mỗi cái chức trưởng nhóm được người ta quý mà có, khoe suốt thôi. Thế em có nói cái gì đâu. Chỉ là em muốn chia sẻ một chút niềm vui với anh thôi mà. Mà này, anh nói thật nhá. Từ ngày em lên chức trưởng nhóm ấy, đã dần trở thành một người phụ nữ đầy tham vọng rồi đấy. Suốt ngày nói chuyện công việc với tiền bạc thôi. Anh lạ thật đấy. Thế không có tiền làm sao mà sống được. Thế chồng ra sao? Thế nào? Em có quan tâm không? Chồng đi làm về mệt mỏi em có hỏi han không? Đấy, chỉ với hai câu đấy thôi là biết em thế nào rồi. Không bao giờ để ý đến cảm xúc của chồng. Em xin lỗi. Thế ở công ty anh có chuyện gì à? Mà dạo này em cứ thấy anh lo lắng điều gì ấy. Có chuyện gì thì cứ nói với em. Anh không ăn à? Đi tắm đã. Em thấy có hai lon bia ở trong thùng rác. Anh uống lúc nào thế? À, tối hôm qua anh không ngủ được nên lôi bia ra uống thôi. Anh nói thế nào cho em vừa đổ rác lúc sáng mà. Anh uống lúc nào? Hôm nay đi làm quên tài liệu. Chứ anh về lấy, khát quá anh lôi ra uống thôi mà. Em cứ hỏi lằng nhằng. Thế sao tự dưng lại uống bia? Trước giờ anh có uống bia kiểu đấy đâu. Khát thì uống nước chứ. Em tra khảo anh đấy à? Sao có hỏi suốt thế? Có định cho anh ăn không? Đấy. Không hỏi thì anh bảo là vô tâm. Hỏi anh lại bảo tra khảo. Đúng anh có chuyện gì mà. Trước giờ có bao giờ... Thôi đi. Muốn ăn một bữa yên ổn cũng không được nữa. Anh làm sao đấy? Lệ à? Chị đang làm gì đấy? Nhậu với em đi.